Rồi ok anh em nhá, vẫn tiếp tục là vì cái một tháng ra clip thì mình sẽ tiếp tục trong suốt cái sướng có những cái ưu đãi gì cho tất cả các bạn khán giả nhá. Đầu tiên thì đơn giản thôi, các bạn sẽ lập một cái nick để các bạn đăng nhập vào. Thì khi đăng nhập vào thì các bạn sẽ như nào ạ? Sẽ có một cái nhận quà khai trương này các bạn nhá. Click để nhận quà và cái này ngay nào cũng nhận được. Và cái lần đầu tiên ấy thì nó sẽ dao động từ một quân huy đến 200 200 mấy chục quân huy ấy. Thì sẽ nó đây là hoàn toàn miễn phí nhá. Các bạn chỉ cần vào lập nick, các bạn vào nhấp vào phần quà này các bạn này, nhấp này, mình nhấp này. Đây. Chúc mừng bạn nhận được 236 quân huy của mơ sướng này. Ngày mai bạn quay lại shop để tiếp tục nhận quà nhá. Chúc bạn sẽ nhận được. Rồi ok. Rồi ok, khi tất cả các bạn đã có quân huy rồi, các bạn bấm rút thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần này. Đấy, nhấp vào phần này có ý đi này. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần rút vật phẩm các bạn nhá. Đấy, nhấp vào đây. Thì nó sẽ hiện ra cái giao diện là rút kim cương và quân huy. Thì mình sẽ nhấp vào rút quân huy. Đấy, có 236 quân huy mình vừa rút đấy. Thì có từng cái gói rút một các bạn nhá. Đó là một là 105 quân huy, hai là 210 quân huy, ba là 425 quân huy và bốn là 1070 quân huy. Và xin chúc các bạn may mắn để các bạn rút trúng quân huy và mình sẽ nạp vào tài khoản các bạn nhé, nhập tài khoản game và mật khẩu như này này. Cái này là hoàn toàn miễn phí các bạn nhé, hoàn toàn miễn phí dành tặng cho tất cả các bạn. Cho nên các bạn khán giả nào có nick rồi thì có thể vào đấy nhập và hên xui các bạn được 236 quân huy thì nhập rút luôn đấy. Rồi chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ nha. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay thì mình sẽ gửi gắm với tất cả các bạn một vị tướng Tulen. Và mình đã đọc một comment một số bạn góp ý rất là hay. Đó là anh ơi, khi một vị tướng thì em mong rằng anh hãy nói đây là vị tướng yếu hay là vị tướng mạnh để bọn em biết. Chứ cái clip nào anh đánh cùng thắng như vậy thì bọn em không biết đâu là vị tướng mạnh, vị tướng yếu. Ok, đây đó là một cái ý kiến rất hay. Và trước tiên đây là một vị tướng Tulen để mình đánh giá. Đây là một vị tướng mình sẽ nói các bạn hiểu. Đây là một vị tướng nó thực sự là để mà nói, đó là một vị tướng tâm trung. Tâm trung ở đây không phải vì Tulen yếu mà cũng không phải vì Tulen mạnh, mà ở đây là Tulen có lượng sát thương rất rất mạnh. Nhưng tại sao nó lại yếu? Yếu ở đây đó chính là cách chơi các bạn nhé. Tulen là một vị tướng gọi là đi rừng khá là tu. Khi các vị tướng khác không cần phải sử dụng chiêu thức, nhưng các bạn hãy nhìn đi, điểm trừ thứ nhất của Tulen đó chính là farm bằng chiêu thức. Farm bằng chiêu thức này thì có một cái điểm bất lợi như thế nào ạ? Đó thứ nhất là khi tất các bạn farm lính đi phải dùng hết những cái chiêu thức của nó. Chẳng hạn bị cướp rừng một phát thì như nào? Thì pháp sư đánh cháy các bạn nhé. Đây là một điểm trừ của vị tướng Tulen. Cho nên các bạn hãy xem những cái phân tích của Lao để các bạn có thể cân nhắc được rằng đây là vị tướng phù hợp với các bạn hay không các bạn nhá. Rồi, điểm trừ thứ nhất của vị tướng Tulen đó chính là farm bằng chiêu thức. Và điểm trừ tiếp theo của vị tướng Tulen, đấy, mặc dù sát thương Tulen rất mạnh nhá. Đấy, đó chính là khi Tulen các bạn chơi không có thói quen tích nụ tài, hoặc là trong những pha combat tích nụ tài rất khó, thì Tulen hầu như chỉ dùng được chiêu 3, chiêu 1 thì cái lượng sát thương này nó không đủ nhiều. Đây, chiêu 1 các bạn thấy chứ, ôi dính vất ba tia, nó mạnh như thế anh em ạ. Ngon, hai mà, rất là ngon lành các bạn nhé. Đấy, cho nên Lao nói nếu các bạn mà một điểm trừ, nếu tất cả các bạn nào mà ví dụ combat mà không có tích nội tài này ấy, thì làm cái điểm trừ tiếp theo, đó chính là Tulen rất khó để mà tối ưu hoặc là hiểu được cái lượng sát thương của Tulen nó có bao nhiêu. Mà khi chúng ta chơi Tulen chúng ta chỉ hiểu nôm na rằng đối phương dưới 30% máu thì chúng ta sẽ kích hoạt chiêu 3, thì cái này ai mà làm được. Ôi, cái gì vừa xảy ra vậy? Ôi trời ơi, cái gì? Thằng A ơi, nó làm tốt thật đấy. Rồi, Xuân đã về hai mà hai cháu có thiết. Ồ, cái gì? Ôi trời ơi, cái thằng bò đi. Ôi trời ơi, đám đâu ra mà to vậy bấy. Qua cái pha đấy Lao nghĩ là có hai cháu đấy chứ. Rồi, không thể tin được cái thằng Toro này đám đâu ra. Rồi, ok, cái điểm trừ tiếp theo mà Lao nói đó chính là Tulen là một vị tướng nó chỉ chơi được đầu và giữa game. Và thực sự để mà nói thì giao tranh combat, tại vì sao Lao này được đâu và thậm chí lết game một chơi kém, chơi ok. Nhưng điểm trừ đó là chính là nó không đầy trù được. Nó không tài nào đầy trù được các bạn ạ. Tulen sinh ra chỉ có như nào, nó khi tất cả các bạn biết chơi Tulen ấy, nó chỉ hỗ trợ rằng những cái phá combat bắt lẻ đơn lẻ này chỉ có thể là có một cái thế snowball thôi, chứ nó không thể nào đầy trù được tốt các bạn nhá. Đó cái điểm trừ tiếp theo của vị tướng Tulen. Cho nên để Lao nói đây là một vị tướng bình thường, gọi là trung bình đi, bởi vì cái điểm yếu và điểm mạnh của nó bù trừ cho nhau.
đây một đây là một vị tướng 5 điểm. Đấy. Đây sắt thương mạnh nhưng cái lối chơi của nó rất là tù, cho nên các bạn phải cân nhắc. Cho nên để một đánh giá yếu, mình sẽ đánh theo thang điểm để cho điểm 5. Rồi, ok, chưa 1 chưa 3 có hàng ngon lành cành đào đấy các bạn. Đơn giản không? Cứ dưới 30% máu thì các bạn sẽ kích hoạt cho mình chưa 3. Và đặc biệt đang chưa 3 giết hoặc hỗ trợ thì nó sẽ được hồi các bạn nhá. Hãy nhớ cho mình cái điểm đấy. Nếu các bạn muốn cái con Tulen combat tổng tốt. Ôi giời ơi, cái thằng này chạy được anh em. Ui giời, cái thằng A ơi chơi hay thật đấy đó. Ui giời, lại được cái thằng này. A ơi đánh hay là đây đây Richter các bạn này. A ơi team địch đánh hay đấy các bạn ạ. Đánh rất là hay đấy. Đấy các bạn hãy nhìn đi, đâu ghế đèn dư. Thì hầu như mình tận dụng như nào ạ? Tận dụng bằng cái nội tài tu lem đi gánh. Bất kể lao đi đâu, bắt buộc làm sẽ có cái nội tài đến người ấy. Đấy, thì đánh nhau nó lợi thế lắm anh em ạ. Bởi vì cái tia giật đầu tiên sát thương nó rất là đau các bạn nhá. Đấy, cho nên rằng tu lem mình đã nói các bạn rất rất là nhiều lần rồi. Mỗi khi các bạn đi gánh, bắt buộc các bạn sẽ phải có cái nội tài ở trong người. Đấy, chẳng hạn pha này mình có 4 này. À rồi, hết nội tài đó thôi, chiếm cút thôi. Đấy, hết nội tài đó thì Lao sẽ tự giác ra. À, về ăn cái búa sánh mà không đánh nhau nữa. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình như vậy. Đấy, và thực sự mà nói thì ở giai đoạn đâu với giờ game thì mình là nói Tulen chỉ chợt như vậy thôi. Đấy, chỉ chợt như vậy tại vì sao? Đầu và giữa game thì hai team nó di chuyển khá nhiều ở cái giai đoạn giữa map. Và giữa map là cái điểm lợi thế của Tulen khi Tulen có thể farm ở rừng này và ra đánh nhau ở đường này, hoặc là farm ở đường này để đánh nhau ở chỗ giữa sống. Đấy là cái điểm mạnh đầu và giữa game. Nhưng khi về late game rồi, hai team là tổ chức giao tranh rồi, thì để mà lấy được những cái nội tài như này thì đối với Tulen rất là khó. Trong có bắt tổng, Tulen chỉ có dùng chiêu 1, trúng thì trúng, không trúng thì thôi, nhưng đặc biệt là chiêu 3. Đấy, cho nên là để mà nói về late game thì Tulen nó khá là thâm hụt về cái lượng, về cái lối chơi đa dạng của nó. Đấy, cho nên là để mà Lao nói vì tướng Tulen yếu là không có. Sát thương của nó cực kỳ bá đạo luôn, gọi là một trong những top các vị tướng sát thương to nhất Liên Quân các bạn nhá. Nhưng nó bị điểm yếu, đó là về cái lối sử dụng chiêu thức như chiêu 1, chiêu 2 các bạn em. Đấy, chiêu 1 thì ví dụ mà dính được 3 tía thì lại không nói nữa thôi. Nhưng hầu như trong combat chúng ta chỉ zone trúng một tía thôi, một tía chiêu 1. Còn chiêu 2 các bạn biết đấy, combat 2-2-3-3 thì các bạn cầm Tulen nó bay vào trong 2-3 thằng thì kiểu gì là bốc hơi. Cho nên chiêu 2 nó chỉ bù trừ cho cái khoảng cách, chứ nó cũng không có sát thương nhiều. Đấy, ví dụ như cái thằng bỏ cú bê này, đấy chẳng hạn những cái pha này. Đấy, chiêu 2 nó vẫn không có đám, chỉ là bổ trừ cho kiểu là tiếp cận mục tiêu hoặc là trốn thoát thôi. Cho nên để mà nói cái lượng sát thương của Tulen, đấy, khi mà các bạn không được tối ưu hóa thì nó chỉ được sát thương chiêu 1 này. Chiêu 1 thì các bạn căng lắm mới trúng một tia. Rồi, được cái nội tại, 5 cái nội tại và chiêu 3. Đấy, là nôm na đó. Đấy, lượng sát thương như vậy nhá. Để mà nói một người chơi mà tận dụng được tối ưu cái lượng 100% sát thương Tulen là không có, chỉ ở solo 1-1 thôi. Solo 1-1 thì mới có các bạn nhé. Đó, đấy là cái điểm trừ để các bạn hiểu rằng Tulen là như vậy, để cho các bạn biết được nó có phù hợp với các bạn không. Đấy, chứ bây giờ bất kể một vị tướng nào thì là cũng sẽ phân tích cho anh em biết điểm mạnh, điểm yếu, hoặc cái điểm cộng, điểm trừ, để anh em cân nhắc. Và là sẽ cho thang điểm để cho các bạn cách sử dụng. Và thang điểm đó sẽ đánh giá dựa trên cái lượng sát thương này, mạnh hay không này, dễ chơi hay không, nó có hiệu quả hay không, lợi thế hay không. Đấy, Tulen thì nói chung là các bạn rồi, một vị tướng mà không để trụ thì các bạn phải hiểu rồi, phải tận dụng ở giai đoạn đầu và giữa game rất là tốt để cho team mình có thể có một cái thế snowball. Và tầm giữa game tầm cuối game như này này, tầm giữa như này này thì chúng ta sẽ snowball kể thẳng bò của bé đấy, trúng 3 tí đó các bạn nhé. Đấy, chỉ có những cái pha như vậy mà trúng 3 tí thôi, chưa 3 rồi chiều 2 lao lên rồi nội tải là chết. Đấy, cho nên là chỉ có những cái pha bắt lẻ hoặc đánh nhau như thế này thì team mình mới có cơ hội để lao lên đầy trụ thôi. Và đầy trụ thực sự mà nói đấy, Tulen không thể nào gọi là cầm kiểu là nó không thể nào như này nhỉ, không thể là cái thằng gia tan này bay Richter này ủa các bạn này, lại các bạn xem này, tạch ở không chưa đủ đam rồi, thiếu một tỷ đam mới đau chứ. Tulen là một vị tướng kiểu cảm giác các bạn phải hiểu là không được chủ động một trong cái kết thúc trận đấu là như nào ạ. Đấy, ví dụ các bạn cầm Nagaroth này, các bạn rất tự tin chủ động, ví dụ các bạn đầy trù này đấy, hoặc như nào đấy, nhưng Tulen làm gì, chả làm được cái điều đấy đâu các bạn ạ. Cho nên là ô trời ơi, từ chưa một thôi đấy, rồi chưa ba, trời các bạn bị mảnh chưa, ba tía đấy. Đấy, như là nó chỉ solo 1-1 thôi thì nó mới dí được 3 tía thôi. Đấy, cho nên là Tulen là một vị tướng nó rất là tu ở cái chỗ đi rừng là như vậy. Đấy, cho nên bốn gì đấy là vị tướng sắt pháp sư thôi. Cho nên nếu các bạn đã cầm ở trong cái khu rừng này thì hy vọng các bạn sẽ phải tận dụng cái điểm mạnh của nó. Cái điểm mạnh của Tulen như nào. Đấy, vào rừng, phán cho Lao cái nội tại, xong đi tìm, đập nhau, đánh nhau, đấy, phán nhau. Đấy, kiểu gì các bạn cũng sẽ có lợi thế các bạn nhé. Đấy,
Còn ví dụ như thường các bạn chơi tu len yếu tay ấy, hoặc là các bạn chơi tu len không hiểu quá ấy, là các bạn cứ đánh nhau, các bạn cứ vác cái con tu len không nổi tài, các bạn đánh nhau kiểu gì chả yếu, yếu lắm, đám đâu ra. Đấy, hầu như cái lượng đám của nó là đến từ cái nổi tài này. Đấy, còn 2 tía lao xịt là cũng đau thôi. Đấy, rồi sập chưa 3 cầu đìa thôi. Đấy, mình chuẩn bị có nổi tài này. Đấy, ôi, đấy, xịt thôi. Đấy, lao khi nào đi, chủ định ít nhất là một cái nổi tài này. Để lao phịt chưa 3 trúng 1 tía thì lao sẽ kích hoạt cái nổi tài đấy. Mà chỉ cần trúng 1-2 tía thôi là rất đau. Chẳng hạn pha này các bạn nhé, đấy lao lên, thấy chưa, tía nó giật rất là đau. Rồi, cho nên là chốt hạ clip này thì nói chung là lao sẽ cố gắng, trong mỗi clip lao sẽ thay đổi, là sẽ thay đổi cái cách, không còn đi theo cái ren xưa nữa, mà mình sẽ phải tấn tiến lên và sẽ đánh giá các vị tướng để cho anh em nào xem, để các vị tướng nó phù hợp với anh em hay không. Đấy, cho nên tu len này để mà lao nó đánh giá chỉ được 5 điểm, 5 điểm thì các bạn thực sự là cũng chưa hẳn là nên chơi đâu. Để lao nó tu len mà đi rừng 5 điểm chưa hẳn đến chơi, nó chỉ phù hợp những bạn nào gọi là master tu len, các bạn hiểu quá rõ với tu len thôi thì các bạn sẽ chơi. Đấy, các bạn nhìn này, có đầy được trụ đâu, chỉ là vờn vờn nội tài ở ngoài giết người thôi, còn đầy trụ tím địch tím mình đầy hết. Chứ ví dụ đánh những cái trận đấu mà lết game, tím mình mà kiểu bị chết lẻ như vậy thì làm gì, cứ đánh nhau cả ngày chứ tu len đầy trụ đâu. Đấy, cho nên đấy là cái điểm nó rất là then chốt của tu len nhá. Rồi thì Lao nghỉ clip để đây kết thúc rồi, và hẹn gặp anh em ở clip sau. Và các bạn hãy để cho Lao một comment thật tích cực, có anh em có thích Lao làm theo thiên hướng đánh giá như thế này không, để anh em biết được để Lao biết được là anh em có hưởng ứng theo kiểu này không nhá. Hãy để lại cho Lao một comment nhá, và hẹn gặp tất cả bạn ở clip sau nhá. Tất cả bạn ấy mài, yêu, bye bye.